Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Thình Đống. Starry kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn cô Bích Hà về chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch Nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân, và tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với luật gia Bích Hà để nhằm tìm hiểu về chuyến đi của ông Tập Cận Bình, đặc biệt là tìm hiểu về tiểu sử của ông và so sánh những cái chuyến đi này với lại chuyến đi trong quá khứ của ông Đặng Tiểu Bình, và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết xin kính chào Bích Hà. Dạ thưa, kính chào anh Võ Thành Nhân. Bích Hà xin kính chào tất cả quý vị. Khi mà chúng ta nói tới tiểu sử ông Tập Cận Bình thì có điều gì mà chị muốn chia sẻ? Dạ thưa vâng. Ông ta trước hết á, là mình phải nói ông ta là một người cộng sản trước khi sanh ra. Lý do tại sao nói như vậy là tại vì ông ta là con của phó thủ tướng cộng sản cái lúc ông sanh ra. Trong đất nước của Trung Hoa Cộng sản đó, họ gọi ông ta là một trong những người của Thái tử Đảng, tức là một trong những người con ông cháu cha. Ông ta sanh ngày 15 tháng 6 năm 1953. 1974 thì ông ta chính thức gia nhập Đảng Cộng sản. Hiện bây giờ ông ta kiêm rất nhiều chức vụ. Ông ta vừa là Chủ tịch Nhà nước Trung Hoa Cộng sản, vừa là Tổng Bí thư Trung ương Đảng, và giữ luôn quân đội, tức là Chủ tịch Quân ủy. Nhưng mà ông ta là một cái người đã từng đi du học ở tại Hoa Kỳ, chị có biết điểm này không? Dạ thưa đúng, nhưng mà tuy là đi du học từ Hoa Kỳ, ông ta vẫn giữ một cái lập trường cứng rắn đối với thế giới tự do. Đối với ông ta thì ông ta chỉ có chủ trương là cải cách về kinh tế, nhưng mà chính trị thì vẫn theo đường lối cứng nhắc của chủ thuyết cộng sản, của Đảng Cộng sản. Vấn đề thành và cái chuyến đi này của ông khác với chuyến đi của Đặng Tiểu Bình mấy chục năm về trước như thế nào? Dạ đúng rồi, trong hiện giờ thì nhà nước Cộng sản Trung Hoa đó, họ và dân chúng đó là họ đồn đãi là cái chuyến đi này nó sẽ thành công như cái chuyến đi của Đặng Tiểu Bình 35 năm về trước. Nhưng mà những nhà bình luận về báo chí, những nhà bình luận về chính trị, họ không có lạc quan như vậy. Chuyến đi của ông Đặng Tiểu Bình 35 năm về trước thành công tại vì cả hai nước Hoa Kỳ và Trung Hoa Cộng sản lúc đó đều có những cái nhu cầu cần thiết, những cái quyền lợi cần thiết, và do đó cái chuyện hợp tác đó là cái chuyện dễ dàng xảy ra. Hiện bây giờ chuyến đi của ông Tập Cận Bình không phải là để hợp tác mà để giải quyết những cái mâu thuẫn mà về quyền lợi và an ninh. Hai cái vấn đề mà sẽ chắc chắn là phải đặt ra đó là cái vấn đề an ninh trên mạng, tức là cyber security và cái vấn đề tranh chấp Biển Đông của những quốc gia, trong đó có Việt Nam và Philippines, Nhật Bản đối với lại Trung Hoa Cộng sản. Vấn đề Bắc Hàn. Và Bắc Hàn, và đúng rồi, đó là một trong cái nước Cộng sản sau Trung Hoa Cộng sản còn lại ở Á Châu và cũng là đàn em của Trung Hoa Cộng sản, thì cái vấn đề tôi cũng sẽ được đặt ra luôn. Và chúng ta cũng được biết rằng là khi mà nói tới Trung Quốc hay là nói tới Trung Hoa Cộng sản thì vấn đề nhân quyền vẫn là một cái vấn đề rất là lớn. Nhưng mà kỳ này chúng tôi cũng được biết thêm rằng là khi mà hai bên mà ngồi nói chuyện ở trong cái bàn thảo luận sắp tới đây đó, thì một số những cái vấn đề an ninh quốc phòng sẽ được đặt ra. Và chúng tôi cũng tin rằng là hai bên sẽ nói rất là nhiều về vấn đề cyber security. Và kính thưa chị Bích Hà, cuối cùng là để mà chúng ta có được một cái cuộc thăm viếng như vậy bình yên, thì chị có nghĩ rằng ở Lafayette trước mạng bắc của Tòa Bạch Ốc sẽ như thế nào vào ngày 25 tây? Dạ thưa chị. Dạ thưa, sẽ là một rừng cờ quạt biểu tình chống đối, và Bích Hà mong là sẽ càng đông người đi. Nhưng mà có một cái Bích Hà muốn nêu vấn đề này đối với những cộng đồng người Việt quốc gia ở khắp nơi trên thế giới, là chúng ta cho đến giờ này vẫn thiếu những cái người vận động viên chính trị hành lang, tức là những người lobbyist. Tại vì biểu tình không quan trọng bằng những người lobbyist, những người vận động viên chính trị hành lang. Đài Loan, Nam Hàn, Do Thái, họ không có nhiều biểu tình như mình, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng rằng là họ vẫn được lợi thế bởi vì họ biết cái đường lối tranh đấu ở xứ Hoa Kỳ, họ biết dùng để vận động viên chính trị hành lang. Xin được cảm ơn chị Bích Hà. Dạ, cảm ơn Nhân. Dạ, Bích Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ. Kính thưa quý vị, bản tin của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.